Rồi, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em Huy Xe lại mang đến cho anh em mình mẫu CB150R Certified nhá. Xe này nói chung là cũng trên thị trường khá là hiếm. Hiếm ở đây là ngày xưa nó về có một đợt 2018, 2019 là nó bán tới giờ luôn anh em ạ. Nay xe mình mua được đăng ký lần đầu là 2019. Màu đen, tem xanh chuối. Đồ chơi thì dọn theo phong cách touring. Mão miếc này, rồi bảo vệ tay thắng tay côn. Đó, mọi chức năng của xe hoạt động bình thường hết nhá. Xe đi cũng mười mấy ngàn thôi. Lốp, cái cặp lốp với nhông trên giữa zin theo xe còn nguyên nhá. Đây. Ô tô của nó là 14.900 để cho 15.000 đi. Đó. Chất xe nói chung là đẹp. Sơn zin, tem zin cho anh em mình luôn. Đó, máy móc đây. Bao zin luôn cho anh em mua bán có bảo hành nhá. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Gầm máy là mình đã rửa ráy sạch sẽ hết rồi nha. Anh em về chỉ cần sử dụng thôi. Vừa mới rửa xong luôn. Đây, gầm máy này bao sạch cho anh em mình. Máy móc đang nổ luôn. Đó, ốc tán này. Lốp trước sau, zin theo xe. Đây, một cặp luôn. Dông xuyên tía cũng vậy, zin theo xe. Tem màu còn đủ hết này. Biển số 72 nhá, con này đi 14.000, mình bán cho anh em 45.500.000. Thì anh em mà muốn tư vấn về vấn đề sang tên, rút hồ sơ, vận chuyển thì cứ alo qua số điện thoại cho mình nhá, 0974847553. Số điện thoại và địa chỉ mình luôn luôn để dưới phần bình luận hoặc mô tả nhá. 45.500.000 cho bé CB150R Certified, đăng ký lần đầu 2019, euro 15.000. Rồi, cảm ơn anh em đã coi cuối clip nhá. Anh em nào có thắc mắc thì alo trực tiếp qua cho mình mua bán các loại luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em.